sugatan sasa vaka ete sudinna nimaha phala vidam visanke gatanam bani ete nasacce nasuvati hotu yesum vayutta manasaram he nanika minogo tamasasanam hite patti bata amatang vigai halatra mucha nipputin puncha mana idam visanke gatanam bani tam ete nasacce nasuvati hotu yatinda kilo bata win sito siya catu piwate via sambakam biyo tapu baman samburi sangwada biyo ariya sanya niawe chapa sati dan bisangke ratanang bari tang ete nasakye nasuwati ho tuye ariya sanya negripawa yang digam vira banye nasude sita ni kinja bite ho tuku samba mata na te pawang atama mani yang tidang misangke ratanang bani tang ete nasakye nasuwati ho sana sambada yataya sutamma jahita pawantu sakka jadit iki wikit kitang jasila matangwa biyada tikin kicha tuha paji hija vipa mutto caca pihana diapambo katung ridam bisangke ratanang balitang ete nasuwati ho tu kincha biso kamang karo tiba pakang kaje na wacha yuda ceta sawa apam boso tasabati cara ya apam patani tabana sabuta hidam bisangke ratanang banitang ete nasacce nasuwati ho tu wana bagum ve yatha pusitang ge gim namai patamas min gim he tapu baman sama warang adesya ini panaga min baraman hita yang idam dibute ratanang banitang ete nasacce nasuwati ho waro waranyo waralo waraharo alutaro sama warang adesya idam dibute ratanang banitang ete nasacce nasuwati ho tukhinang puranang nawanga disampawang wirata cita yatike pawasmin tekin napija awirun hijanda nipanti hira yatayam banipo idam disangke ratanang banitang ete nasacce nasuwati ho tuyani taputani sama gatani bummani wajani wa antalikke tathagatan ne wa manusa bucitan buthang namasa masuwati ho tuyani taputani sama gatani bummani wajani wa antalikke tathagatan ne wa manusa bucitan ammang namasa masuwati ho tuyani aputani samagatani kummani kwayani wa antalikke tathagatam de kwa manusa pucitan sangkang namasam masuwati ho tu chung tiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã mong tâm nơi đây mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng thước lành đến chư tiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì xa
sanh bằng được với Như Lai thiền thể. Do vậy xin Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp phân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chính pháp ấy trong thiền không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chân pháp là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú. Đức Phật hằng ngợi khen không gì sanh bằng được. Do vậy chính danh pháp là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vị bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đâm thiền thể được thi giả tan thang, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đứng điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tình tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bằng thánh tu đà hoàng chứng tri ly thanh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh kỳ đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoại nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tình lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình. Ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi, do vậy chính Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật vô thượng liễu thông pháp vô thượng, bằng vô pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu phù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, bằng tương lai không gieo, với tâm không ai chấm, trong xa
nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tầm nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân dung bậc Như Đinh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. A ca sa tha cha bồ ma tha di qua na ga ma ni ti ca bồn nhâm lô a du mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa năng ra căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta vô ra căn tu ba ni nô ra căn tu nô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực nữ khắp cả trần hoàng hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, chứng tâm cầu giác ngộ đăng hoa ca mê buôn nhang a sa hoa ca gia hoa an hô tua na ga tê ca lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy á. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày làm tri chúng của sức từ mẫn, nhưng mà sức vì lý do riêng không có thể làm tri chúng được, cho nên là ngày được xin nguyện quý. Nam mô Bụt Thầy á, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy mắt trên Paul Talk mỗi ngày 2 giờ vào mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con là người thành kính lễ lễ cho tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya và Từ Thích Tinh Châu dịch Việt, bài 147, tiểu kinh giáo giới La Hầu La, Chula Rahulawada Sutta. Phân độ 1117 đến 1188 sẽ do Thượng Tọa Từ Huyền giảng giải. Bắt đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lễ lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Con nằm một cái thai nhé. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh,
gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chữ toàn giác đại lực, chữ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Bích thầy dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 147 tiểu kinh giáo giới La Hầu La Chula Rahulo và Đa Sutta phân đoạn 1187-1188 sẽ do thượng tọa tự quyền giảng giải. Chúng con cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bích thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta có ba bài kinh. Giáo giới rộng lá, một là bài kinh Ambalatika Rahulavana. Đức Phật thuyết bài kinh đó khi mà rộng lá mới xuất gia được 7 tuổi. Đức Phật dạy cho cái sự chân thật. Rồi bài kinh thứ hai gọi là Maha Rahulavada, giáo giới rộng la đại kinh, tức là bài kinh số 62. Lúc đó Rahula được 18 tuổi, và trong lúc đi Phật thực, đi sau lưng Đức Phật, thì Rahula cảm thấy tự hào vì cái con của mình là con của Đức Phật. Đức Phật có thân tướng đẹp thì ta cũng có thân tướng đẹp. Bởi vì lúc đó Rahula là một chàng thanh niên rồi, là một vị sa di đã lớn tuổi, đã trưởng thành, nên có cái ý nghĩ vậy. Và Đức Phật Ngài đã dừng lại và Ngài dạy về cái bài kinh Maha Rahulavada. Cho đến năm Rahulavada, Rahula vừa tròn 20 tuổi để thọ đại giới, lúc đó Đức Thế Tôn Ngài cũng nhận thấy Rahula nhân duyên này chính mùi, cho nên Đức Phật Ngài bảo Rahula mang cái tòa cũ đi theo Ngài vào rừng. Rồi Đức Thế Tôn ngồi lại, Ngài thuyết về cái bài kinh Chula Rahulavada này, và chính bài kinh này mà Rahula đã chứng quả A-la-hán. Ở trong bài kinh này,
Đức Phật Ngài dạy Rahu Lá cũng giống như những bài kinh trước mà chúng ta thường được nghe và nói về vô thường, khổ não, vô ngã, nhất là vô ngã đối với năm quận, sáu nội xứ là thường hay vô thường, vân vân. Rồi sau đó Đức Phật đã dạy cho sự tu tập tuệ quán minh sát đối với ngũ quẩn và Rahu Lá đã thành tựu được mục đích cứu cánh. Bài học hôm nay rất ngắn cho nên được gọi là tiểu kinh so với cái bài kinh 62 cũng giống với Rahu Lá, nhưng bài kinh nó dài bởi vì Đức Phật đã dạy về cách tu tập như đất nước lửa gió, hay là tu tập quán hơi thở, niệm tâm từ, quán thân bất tịnh v.v. Ngài dạy rất nhiều, cho nên bài kinh đó dài được gọi là đại kinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe chánh kinh của bài học hôm nay. Rồi sau khi MC đã đọc bài xong, cũng thỉnh từ tọa tự quyền vị giảng sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bích Thầy Giác Sát Tứ Lành Thầy, tâm con kính tri ân tuyển tổ tỷ siêu đã dẫn nhạc bài học. Kính bạch thi công đức kính cho đại chúng, bây giờ thì con xin được đọc chánh kinh. Bài kinh tiểu kinh giáo giới Rahu Lá, Chu Lá, Rahu Lô Hòa Đá Số Tạ, phần đoạn 1187-1188, phần chú thích của Thượng Tài Giác Đẳng. Rahu Lá là con trai duy nhất của Đại Bồ Tát Siddhartha trước khi xuất gia. Sau này, xuất gia Sa Di lúc lên 7 tuổi. Tiểu kinh giáo giới Rahu Lá có nghĩa là bài kinh ngắn ghi lại lời giáo huấn cho Rahu Lá. Đây là trường hợp thứ hai, bài đại kinh và tiểu kinh sắp xếp trong một lục trung bộ nằm xa nhau. Đại kinh giáo giới Rahu Lá mang số 62, trong khi tiểu kinh lại mang số 147. Theo sớ giải, bài kinh này được Đức Phật thuyết năm Rahu Lá được 18 tuổi. Sau pháp thoại này, tôn giả chứng vô sanh thánh quả A-la-hán. Nội dung bài kinh đề cập pháp quán chiếu vô thường, khổ, vô ngã đối với sáu giác quan. Phần đoạn 1187. Đại Diễm Phúc làm con của Phật hai lần. Tôn giả Rahu Lá là đứa con máu mủ của Đức Bồ Tát Siddhartha. Bài kinh này ghi lại sự kiện tôn giả viên mãn giác ngộ do sự khai thị Đức Từ Phụ, mà theo cách nói là trong văn học Phạn ngữ là được sanh ra từ kim khẩu của Đức Phật. Chánh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi Chetawana tại tỉnh xa ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư khởi lên tư niệm sau đây, đã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Rahu Lá. Vậy ta hãy huấn luyện Rahu Lá hơn nữa trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi Sawatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Sawatthi, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn cho gọi tôn giả Rahu Lá và nói: này Rahu Lá, hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến Anhawana để nghỉ 3 ngày. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Rahu Lá vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Lúc bấy giờ, hàng ngàn chư thiên đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn sẽ huấn luyện cho tôn giả Rahu Lá hơn nữa
trong sự đoạn tận các lậu hoặc. Chú thích 1188. Giác ngộ có nghĩa là xóa tan ảo giác bằng thấy biết chân thật. Sự hiện hữu của chúng sanh, nói theo ngôn ngữ của chánh pháp, là tập hợp của các nhân duyên, căn, cảnh, thức, tạo nên xúc, thọ, vân vân, là chuyển dịch của duyên khởi. Ai quan sát và nhận rõ bản chất tụ tán của duyên sinh thì xóa tan mê chấp về cái ta, của ta và tự ngã của ta. Chánh văn. Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Anhadavana và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Rahula đang ngồi một bên. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Nhãn thức là thường hay vô thường, vân vân. Nhãn xúc là thường hay vô thường, vân vân. Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Pháp được khởi lên ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Tay là thường hay vô thường, vân vân. Mũi là thường hay vô thường, vân vân. Lưỡi là thường hay vô thường, vân vân. Thân là thường hay vô thường, vân vân. Ý là thường hay vô thường, vân vân. Pháp là thường hay vô thường, vân vân. Ý thức là thường hay vô thường, vân vân. Ý xúc là thường hay vô thường, vân vân. Do duyên ý xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Các pháp được khởi lên ấy là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Này Rahula, do thấy vậy, vị Đa Văn Thánh đệ tử yếm ly con mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức, yếm ly nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị ấy yếm ly pháp được khởi lên ấy. Vị ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng, vân vân. Yếm ly mũi, yếm ly các hương, vân vân. Yếm ly các hương, vân vân. Yếm ly lưỡi, yếm ly các vị, vân vân. Yếm ly thân, yếm ly các xúc, vân vân. Yếm ly ý, yếm ly các pháp, yếm ly ý thức, yếm ly ý xúc. Do duyên ý xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị ấy yếm ly các pháp được khởi lên ấy. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết. Ta đã được giải thoát và vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của Tôn giả Rahula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và đối với hàng ngàn chư thí, được khởi lên pháp nhãn ly trần, vô cấu. Phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận. Chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bát Tha Dạ. Nam Mô Bát Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sơn Khai Dạ. Thưa đại chúng, được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Thank you.
Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thân tôi chức đẳng, tổ Minh Hạnh, Đức Tuệ Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính chào đến Đức Phật Tính. Đức Phật Tính đang quẩn nguyên này như thế nào rồi? Con xin kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho phakkhawa buddhang phakkhavantang apivade misvakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppajjivano phakkhavato savakkasangho sakkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Ông Bảo, nhờ qua Đức Tam Bảo hàng giờ hồi đến chư tướng Đức Tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng kinh giáo giới rằng là Ablalam kinh mà hôm nay chúng ta học ở Chula Alada Hulu Wada Sutta, thì phải nói rằng đây là một cái bài kinh, nó là một cái bài học, nó là một cái thiết thực mà chính thời xưa Đức Phật ngài tiếp độ đến Rahula. Thì như chúng ta biết là ngài sư phụ Tỳ Siêu đã nhẫn nhập cho chúng ta để được nghe về cái giới hội, thì chúng ta biết là cái bài kinh này nó đã chuyển giúp cho ngài Rahula đã chứng đắc thánh quả A La Hán. Quả thật thì đúng như vậy đó, thì đây là một hữu duyên mà Rahula thật sự là to lớn từ trong tiền thân. Nếu chúng ta đọc những cái bổn sanh bổn sự thì chúng ta thấy đã có cái sự liên hệ, có liên hệ từ tiền thân cho tới bây giờ. Và Rahula mới gặp Đức Phật, mới là con của vị con của Thế tử Siddhartha. Và Đức Phật ngài cũng muốn làm một món quà, cũng muốn là một cái giá trị to lớn nhất để giúp cho ngài Rahula chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Mà ý nghĩa mà ngài mà Đức Phật ngài đưa đó, tức là cái sự giác ngộ này là phải xóa tan. Muốn giác ngộ thì cần phải xóa tan bằng cái biết, cái thấy biết nó chân thật và sự đúng như vậy. Có thể nói rằng sự hiện hữu xoay quanh của Rahula nó có đầy đủ những cái tiện nghi vật chất về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc là một. Có thể nói rằng Rahula là một đương kim thế tử mà. Thì quá nhiều những cái điều kiện vật chất, quá nhiều cái điều kiện mà có thể đưa Rahula đến cái từ cái chỗ tốt đẹp này đến cái chỗ tốt đẹp khác. Nhiều cái bài kinh như chúng ta thấy hùng dạy về đất nước lửa gió, như bài kinh giáo giới Rahula, những bài kinh trước thì chúng ta thấy nó rất là nhiều cái chi tiết lớn lao. Nhưng mà cái bài kinh này tuy là nói là rút ngắn rút gọn, nhưng điều mà có thể nói rằng nó là một sự hàm tận chiết bán hơi vô cùng to lớn để gửi đến cho Rahula. Cái sự giác ngộ của chính ngài Rahula là một trong những cái điều mà những người hữu duyên với Phật, và đó là chính là xem như là con của Thái tử Siddhartha, cũng là duyên sự có sự gần kề, có sự liên hệ với chính ngài. Chúng ta nhắc lại cái chuyện xưa khi mà về thành các Tỳ La Vệ đó, thì Giáo Du Đà La mới nói với Phật rằng, mới nói với Rahula rằng đó chính là cha của con, người sẽ cai quản cái thành các Tỳ La Vệ này. Bây giờ đã bỏ ra đi, vì con tới con hãy xin cái tài sản đó đi. Và có khả năng rất là lớn lao, con sẽ được là một trong những người hết sức là to lớn của các Tỳ La Vệ này trong tương lai. Thì khi Rahula đi đến, Đức Phật ngài biết được cái tâm của Giáo Du Đà La, cũng khiến Rahula đến như vậy.
Thì khi Ra Hô La đã đi đến và đã sinh Phật, thì Phật ngày cho chúng ta nhớ cho thất thánh sản, cho cái tài sản mà lại cho thất thánh sản, tàm tài văn quý thí. Thất thánh tài cụ quyết cho, ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả hơn là làm vua. Thì Đức Phật ngày cho Ra Hô La cái tài sản đó, chứ không phải là cái tài sản của Ca Tỳ La, cái thành Ca Tỳ La Vệ, cái tài sản của làm vua trong tương lai. Thì quả thật ngày đương, chính lúc đó đương kim thế tử là Sĩ Đạt Ta, và Tịnh Văn Vương cũng sẽ nhường ngôi, chắc chắn rằng nhường ngôi và đã nhường ngôi để cho Tất Đạt Đa sẽ lên cai trị thành Ca Tỳ La Vệ, như điều mà đạo bọn ngài đã bỏ ra đi. Và bây giờ thì lẽ ra thì nói theo thế thường thì bây giờ thôi, bây giờ ta không còn nữa, thì con cứ tiếp kết tục sự nghiệp đi, như điều mà không, Đức Phật ngày ngài lại cho Ra Hô La bằng cái thất thánh sản. Và thất thánh sản đó ngày hôm nay chúng ta thấy đây là cái thánh sản mà ngài Ra Hô La đã nhận được từ Đức Phật. Đức Phật ngài biết được ngài Ra Hô La là một vị đã quá thường thụ đối với các pháp, chẳng hạn như là tính tấn niệm định tuệ vân vân, nói chung là các cái pháp mà đưa trợ đạo đến Bồ Đề. Nhưng Đức Phật ngài cũng muốn cho Ra Hô La hiểu rõ cái bản chất sự thật, tức là bản chất của chân đế. Vậy từ đó mà ngài Ra Hô La có thể vận dụng cái khả năng tự giác của mình và chứng đắc, và có sự nhàm chán đối với các sắc, đối với các thân, các khí, các vị, các xúc, các pháp một cách tự thân của chính mình. Bởi vì chúng ta phải nhớ ở trong kinh văn mới dạy, tức là Đức Phật ngài hỏi mắt, con mắt nhãn thức nó là thường hay là vô thường? Vô thường, nếu là nó là vô thường thì ngài thì tôn giả thì ngài Ra Hô La nói là vô thường, mà khi là vô thường nó khổ hay vui thì chắc chắn là khổ. Nếu hợp lý chăng nó xem đó là con mắt này của mình, con mắt này là của mình hay là tự ngã của mình, thì điều thưa rằng tôn giả điều thưa rằng không, tất cả. Tại sao không như vậy? Bởi vì vị thánh đệ tử phải có cái gì, phải có một sự hiểu biết, phải có sự nhàm chán của tự thân và cái sự tu tập. Kính thưa đại chúng, ở đây chính là chúng ta mới thấy đối với trong Phật pháp này, cái sự tu tập nó bằng chính một cái tỉnh thức, chính bằng một cái tự thân của mỗi người, không ai có thể giúp cho ai. Nếu chúng ta nói rằng có thể giúp cho người khác bằng cách truyền trao cái giác ngộ cho người thì không có truyền cái gì giác ngộ. Đức Phật ngài không phải truyền giác ngộ cho chúng ta, mà Đức Phật ngài chỉ con đường giác ngộ cho chúng ta, chứ không truyền được, đưa qua chúng ta được cái sự giác ngộ của chính ngài. Bởi vì khi nào mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta mới cảm niệm được, mới cảm nhận được cái sự giác ngộ như ngài. Mà chúng ta nghe cái câu mà so tham mang vasti, ai thấy pháp người đó sẽ thấy ta. Ai ngộ được pháp thì người đó sẽ thể nhập, sẽ hiểu được Như Lai. Cái tính Như Lai nó như thế nào? Đây chính là cái chỗ mà chúng ta cần phải thấy cái chỗ đó. Đức Phật ngài muốn tự thân của tất cả mọi người phải thực chứng, mà cái điều này không ai có thể cứu giúp cho ai, không ai có thể chở che cho chính ai được, có thể tiếp giúp bằng một cái sự hiểu biết, bằng một sự tiếp dẫn, bằng một cái sự thọ trì, bằng một sự học hiếu cái lý pháp, cái pháp học, cái lý pháp. Nhưng vào con đường thực chứng, thực hành thì tất cả mọi chúng ta phải lên đường, mọi chúng ta phải bỏ ra một cái hiểu biết một cách thực sự mới được. Chứ còn nếu chúng ta không có một cái sự yểm ly, chúng ta yểm ly đây tức là một sự nhàm chán, đúng không quý vị? Cái từ yểm ly này chính là một sự nhàm chán.
người ta thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đó chính là một vị ngọt, đó chính là một cái mùi thơm, vị ngon, xúc lạc cho tất cả những chúng sinh phàm phu. Nhưng có thể nói rằng là bằng một cái nhìn của các bậc thánh thì các ngài thấy và hiểu biết nó rất là vô thường. Bây giờ nó chóng qua, nó hiện khởi chỉ là trong một thời gian thôi. Kiếp con người nó có bao nhiêu? Đương thời khi Đức Phật thì kiếp con người lúc đó gọi là cái đỉnh của tuổi thọ thì khoảng chừng 80. Đó chính là một cơ sở ổn định như Đức Phật ngài đã thọ tới 80 vân vân. Thì có thể hơn nữa 90, 100, 102, nhưng cái tuổi thọ lúc đó khoảng chừng như thế thì phải nói thật sự là ngắn ngủi thay một kiếp nhân sinh, chứ nó không có phải là năm dài tháng rộng của kiếp con người. Và chúng ta được biết là 60 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời đây chính đó là chúng ta đã bước vào cái chỗ thọ ai, tức là đấu tuế. Qua 60, 61 là đấu tuế. Thì cái đấu tuế đó chính là nó lặp lại. Thí dụ bây giờ chúng tôi tuổi Canh Tuất, năm nay 51 thì còn 19 năm nữa. Còn 10, 51 tức là còn 10 năm nữa. Thì chúng tôi đấu tuế cái Canh Tuất thì xem như thọ, mà dứt ở dưới xíu thì đã không thọ. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói trên một căn bản của kiếp người thì nó rất là ngắn ngủi, nó rất là vô thường. Nó rất là vô thường của kiếp sống này, chứ đừng nói chi sắc này, nó vô thường, nó biến đổi. Không có nói rằng cái sự cái sắc na 16, 17 năm nó sanh, nó diệt. Chúng ta không có nói rằng cái sự sanh, sự diệt của sắc na nữa, mà nó quá là lẹ, nó quá là ghê gớm rồi. Mà nội chỉ chút xíu thôi, vài ba năm sau là tự nhiên thấy mình già, mình yếu, mình không còn như thở xưa nữa. Thì cái sắc này, cái tai này, sắc kinh khí bị xúc hay là mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, nó đều là vô thường. Nhưng khi mà biết nó là vô thường, con mắt này, cái nhãn thức này là vô thường, thì cũng vậy. Cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý này, nó xúc chạm với thanh hương, thinh hương, vị xúc pháp, thì tất cả cái đó nó đều là cái sự vô thường tất cả. Rồi tới 18 giới cũng vậy, thưa quý vị, nhãn giới, tiền giới, thân, ý giới, vân vân, tất cả. Và các xúc cũng thế, xúc cũng như thế, cả mọi thọ khởi lên gì cũng đều là chỉ là một cảm giác, chỉ là một cái chống thoáng qua thôi. Không ai mà có một cái cảm giác lạc dài được. Không ai mà có cái, cũng không ai mà có cái cảm giác thọ khổ suốt được, mà nó phải có sự vô thường. Chỉ ngoài trừ người đó nhập như thế, hay người đó trở thành một thánh chính đặc, thì cái cảm giác của nó chúng ta kéo dài. Của hỷ lạc thiền nó được cái nuôi dưỡng, nó được trường tồn kéo dài. Nhưng điều đó rồi nó cũng thời gian thôi, cũng vẫn là thời gian. Dù cho các cõi cũng là thời gian, mà các cõi thiền thì cái thời gian mà các vị đó thụ hưởng cái dụng nó lớn lắm, nó dài lắm, nó lâu lắm, và nó cao cấp vô cùng, nó đặc biệt vô cùng, nhưng rồi cũng là vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì các điều đó tất cả chúng ta đã đi qua từng cõi giới trong cuộc đời này. Chỉ có cõi ngũ tịnh cư là chúng ta chưa đi thôi, cõi đó cõi của các bậc thánh hữu học, chứ còn cõi phàm chúng ta đã đi hết, từ cõi khổ cho tới cõi vui, chỗ nào cũng có mặt hết. Nhưng điều mà do cái sự sanh tử, do cái sự si mê, do cái vô minh nó che khuất chúng ta, trầm luân sanh tử bao đời chúng ta thấy được. Bởi khi chúng ta thấy thì chúng ta hết. Khi chúng ta thấy được cái khổ đau, thấy được cái sanh tử, chấm dứt được cái sanh tử, thì chúng ta không còn hiện hữu cho tới bây giờ nữa. Mà là một cái sự tu tập, nó đòi hỏi người đệ tử phải có một cái sự xuyên suốt, phải có một sự hiểu biết.
Có một lần, có một người hỏi của tôi: thầy ơi, con đọc á, Phật dạy đó, nó vô thường, nhưng tại sao á, con thấy cái chuyện vui thì nó vô thường, đúng rồi, những chuyện buồn của con hay là con thấy của người, sao thấy nó không vô thường, sao thấy nó cứ thường tới hoài vậy? Cái chuyện coi như là cái chuyện nó đã đi qua, và cái chuyện nó đương tới cho chính con là dồn dập nhiều cái khổ đau và khắc khoải. Con thấy cái này tại sao nó vô thường, tức là nó biến đi, tức là nó mất, tại sao nó không mất? Thì chúng tôi mới nói với chú đó nè, quả thật thì tại chú cho rằng nó không mất, chứ nó mất, nó mất trong hiện, trong một phút chốc nào đó, rồi nó lặp lại, rồi nó tạo thành một cái cảm thọ mới. Cảm thọ nó vô thường, nó đi liên tục. Bây giờ có phải từ sáng tới tối chú đau khổ cái chuyện buồn đó không? Bây giờ mình đang đau khổ đi, những người mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình nói chuyện này, hoặc mình sinh hoạt, mình làm chuyện khác, thì tâm không có dính mắc trong chuyện khổ đó nữa. Thì đó chính là cái sự vô thường của cái khổ đó, nó không còn hiện hữu nữa. Chứ đừng có nói rằng là chú đeo mang cái khổ đó suốt mà nó không vô thường đâu. Và kính thưa quý vị, có một điều trong cái giả nó tạo cho chúng ta rất là đặc biệt. Cái chuyện mà chẳng hạn nhớ thương, chứ phải thương hoài, nhớ hoài. Chúng ta nói chúng ta nhớ hoài á, coi như là nhớ cái người nào mà mình thương, rồi thương mãi, coi như ban ngày cũng thương, ban đêm cũng thương, coi như rồi nói rằng ngày mong tháng đợi năm chờ. Nó là ngày mong tháng đợi năm chờ, là một ngày đó chúng ta trong và không phải là ngày nào cũng trong, không phải là trong suốt ngày. Nếu chúng ta chi tiết ra thì nó không có như vậy. Với thời gian mà được quy định của khả ước rồi, chứ đừng có nói gì mà thời gian mà chúng ta không có quy định, không có khả ước, thì nó lại là vô thận, nó lại là bất định. Cho nên ở đây chúng ta thấy nó vẫn có. Bây giờ trong cái sự vô thường đó, ngay cả bây giờ biết là cái người đau thật sự là đau, khi mà ta bị ung thư hay người ta bị thương tật nạn tai vậy đó, mà quý vị biết cái cảm thọ khổ đó, nó khủng khiếp lắm, nó đau lắm. Nhưng rồi nó cũng có một lúc mà chúng ta gọi là nó vượt qua cái đó, nó nhẹ nhàng một chút xíu, nó bớt cái đau. Do chúng ta suy nghĩ một cái gì đó, hay do thuốc nó vào, nó do nhiều yếu tố làm cho ta đỡ phải cảm giác thọ khổ, chứ khổ hoài chịu sao nổi. Và ở đây chính là cái nghiệp luân hồi của chính chúng ta, nó tức là trì nghiệp, nó giữ chúng ta, nó chuyển cho chúng ta qua, không có cái cảm giác, coi như nó giả tạo cho chính chúng ta một cảm giác mà chúng ta không cảm thấy đau được, bằng cách hay là chúng ta bị phóng dật. Chính cái sự phóng dật đó là chúng ta quên đi, chúng ta mới nhớ. Rồi có đến một lúc ngay như vậy thì chúng ta, dù chúng ta có giận, chúng ta có bực bội như thế này như thế kia, nhưng cái thứ bị lắc chúng ta, tự nhiên chúng ta mới nhớ lại. Rồi đó nó qua hay nào không hay, hay là mệt quá mệt rồi, thì cái tứ đại này, cái sắc thân này, nó cần phải có cái sự ngừng nghỉ. Thì chút xíu chúng ta mệt quá, do mệt quá rồi chúng ta cũng ngủ, chúng ta cũng quên luôn, chứ bây giờ ngủ cũng nhớ không có gì. Cho nên đây là nó là vô thường, mà tất cả mọi thứ sắc này, sắc thinh khí vị xúc pháp này, nó là vô thường. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này, nó là vô thường. Quá thật như vậy, biết nó là vô thường thì cái gì nó là vô thường, cái đó nó khổ đau. Mà khi khổ đau thì chúng ta mới không chấp được. Nói ra cái này thì nghe nó buồn, nó có gì, nếu điều mà không nói không được, cái đó cũng là cái hay. Nói ra thì nghe buồn, nhưng không nói thì không được. Tại sao vậy? Tại vì cuộc đời này rồi sẽ chia lìa, rồi cuộc đời này phải ra đi, rồi không bao giờ còn hiện hữu, không bao giờ còn cái sự tiếp diễn mãi được bao giờ. Khi chúng ta biết như vậy, khi chúng ta hiểu như vậy,
chúng ta mới thấy được, chúng ta mới thấy là cái lời Phật dạy nó là rất là đặc biệt. Chúng tôi khi nhớ khi xưa đó, mình bị những cái cơn bạo bệnh, mình nghĩ là chắc không bao giờ nó có thể lành lại đâu, chứ rồi nó cũng qua. Tôi tiếp xúc với bác sĩ cười lắm, bởi vì chúng tôi bị, chúng ta gọi là cái mạch lương á, thì ở nơi đó đó cái ruột già nó đẩy phân ra ngoài, nó sẽ dơ, nó sẽ dễ bị nhiễm trùng. Mà khi mổ nơi đó thì làm sao mà nó chỗ đó, mà nếu chúng ta nói rằng chúng ta giữ vệ sinh nó sạch được, giữ vệ sinh nó sạch đó, nhưng điều rồi chút xíu rồi nó cũng phải gần quá đi, rồi nó cũng phải, hoặc chúng ta đi đại tiện thì cái vết thương đó nó phải lướt ngang, sao nó lạnh được, nó đau lắm quý vị. Rồi Đức Phật nghe ấy thì bác sĩ nó sẽ cười, bác sĩ nó nói thiệt cho thầy biết như vậy đó, rồi cũng lạnh. Nhưng điều mà như thế này nó làm xong rồi đó, nó dễ bị nhiễm trùng, nó dễ bị lại lắm. Đối với những người mà không kỹ lưỡng thì nó rất nó bị sức ở đó, do bóng hay là do cái không cẩn thận thì nó dễ, chứ nó lành hết. Thì mỗi cái cơ thể của chúng ta nó có một cái, nó cái điền khuyết đặc biệt đó. Nó mất rồi nó cũng sẽ tạo cho nó đủ, hoặc là nó mất thì nó trở thành một cái thẹo, hoặc nó để là một cái vết đó. Nhưng chắc chắn rằng nó phải kết thúc, chứ nó không thể làm như thế này. Thì chúng ta thấy tất cả hiện diễn biến trong cuộc đời này không có thể nói bằng miệng, không thể nói bằng mắt chúng ta được. Cái sự vô thường, cái sự chuyển đổi của thân xác này, hay là cái cảnh kia ở trong cuộc đời, tất cả mọi vạn pháp này nó luân chuyển theo cái duyên của chính nó. Bây giờ hôm nay trời nắng, trời mưa, ngày trời bắt đầu đang nắng, quá nắng, nắng đổ lửa, rồi chút xíu sau nó mưa cái ào xuống, rồi đang mưa cái nó chuyển qua nắng, vân vân. Thì những hiện tượng đó là yếu tố của tứ đại, hay sắc thân con người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tràn đầy sinh lực, coi như là đẹp da trẻ khỏe, rồi chúng ta bệnh bạo bệnh một chút xíu, nó sanh sao vàng vật, yếu đốt, yếu ốm yếu, khủng khiếp. Thì đó là sắc thân này nó vô thường. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi từng tiếp xúc là những người thân, cũng như là quý vị Phật tử, thì chúng tôi thấy đến khi mà họ bệnh, cái thân xác đó, nó khác một cách khủng khiếp. Xưa tươi tốt mạnh khỏe, tràn đầy nhựa sống như vậy, nhưng bắt đầu bệnh một cái nó xuống cái ào một cái, chừng một ngày hai ngày, nếu chúng ta nhìn kiểm soát kỹ, nó xuống y như là bánh nó xẹp vậy, nó mềm từ từ. Thì đó là sức khỏe con người nó như vậy. Là chúng ta cái sắc tướng này chúng ta nhìn thấy, còn nếu mà cái nghiệp mà nó tới thì chúng ta thấy nó vô thường, nó biến mất. Người ấy có thể chết bằng tai nạn, thì chết bằng một cái bằng một cái đoạn nghiệp đó, cái một cái nào đó, thì tất cả thứ nó đều là một cái sự diễn tiến. Chúng ta thấy đối với cái vị sau khi mà biết được, khi hiểu được tất các pháp nó vô thường, các thọ thường, rồi các xúc nó cũng vô thường, khi nghĩ như vậy đó, cái cả đến cái thọ và thức này, sắc thọ tưởng hành thức, nó đều là thường, nó đều là khổ não, nó đều là vô ngã. Và như thế đối với cái người này, là người bị thánh đã nhàm chán, thật sự nhàm chán đối với các sắc, đối với các dục. Khi chúng ta tu học á, thì chúng ta thấy bây giờ mình tu chỗ tu đồ quần là đủ, tu tới đó sao bước vô cái dòng tháp như khỏi rơi vào địa ngục. Mình ở nơi đó mình có du lịch ở bất cứ nơi nào, mình có đi bất cứ ở nơi đâu, sẽ được mua visa coi như là
cái bài miễn tử ở cõi khổ. Rồi chúng ta quá chịu, chúng ta nghĩ rằng tu mà mình đạt được cái chỗ đó à, chắc chắn là chúng ta cũng sẽ đắc thánh. Và khi chúng ta có dục tầm cầu gì đó vân vân thì nó cũng không có, không phải phải đọa xứ địa ngục phải trả cái quả. Quả thật khi chúng ta nghĩ như vậy là một điều mà suy nghĩ của mình. Nhưng điều phải nói rằng là còn cái tinh thần của các vị đệ tử thánh, đệ tử Phật các ngài, phải nói rằng là khi mà chứng đắc Tu Đà Hoàn nó không tiến triển được nữa, cho nên dừng lại ở chỗ đó. Nhưng các ngài có một cái tâm nhàm chán xả ly lắm, sợ hãi cái tử sinh này nhiều, sợ hãi cái sự hiện hữu này, đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Nếu như tâm không có thọ khổ đau đớn đưa đến sân, đưa đến cái sân phận, thì ở đó người ấy cũng phải chịu. Đối với vị thánh tướng thì cũng chịu thân thọ khổ, cũng sẽ cảm thấy đau nhất. Hay hoặc là chúng ta thấy cuộc đời này nó rất là rất là đặc biệt, chứ không phải như chúng ta nghĩ. Thí dụ bây giờ cái dục của con người này nó thô lắm, cái sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái vị ngọt của trần gian này hay là cái lạc của trần gian, nó không cái thiên lạc, nó nhẹ nhàng mà nó thanh tao, nó tốt đẹp. Và giữa cái các cái cõi dục, các cái cõi cao hơn thì hưởng cái lạc nó đặc biệt hơn, ưu tú hơn. Rồi các cõi thiền cũng như thế, cái lạc nó cao cấp hơn. Rồi các cõi dục, xin lỗi, các cõi sắc và các cõi vô sắc cứ tiến tới thì từng cái cấp độ nó càng cao trên cái dục đó. Thì chúng ta thấy sự thật ra, đối với cái vị thánh đệ tử, tất cả các dục luôn, tức là các ngài đều nhàm chán, đều sợ hãi, đều xả ly, đều yểm ly, rất là đặc biệt. Sợ chỉ nhàm chán yểm ly, mà chính cái sự nhàm chán yểm ly đó nó mới đưa đến cái sự giải thoát cho các ngài. Bởi vì sao vậy? Do yểm ly với các dục, diệt trừ các dục phải đưa đến sự giải thoát được. Bởi vì ở cuộc đời này, ngày nào mà chúng ta còn vướng, còn liên hệ, bởi vì chúng ta nhớ tam quả mới chấm dứt cái dục, đến tứ đạo thì sát trừ tất cả, đến một sát na đạo thì một sát na quả xuất hiện, thì vị ấy chứng đắc tứ thánh quả. Vì vậy cho nên ở đây mà khi chúng ta nghe thấy đọc trong kinh văn rất là đặc biệt, Đức Phật ngài dạy cho ngài ra hô lá từng phần, từng điều từng phần, và tất cả những gì, những cái yếu lý giác ngộ sau khi ra hô lá đã nắm bắt qua những cái bài kinh trước, chúng ta nó yếu những yếu lý không, và cuối cùng mới chỉ ra nhận chân cái sự thật mà xuyên qua tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã, đối với các sắc, thay đổi đối với 12 xứ, 18 giới, vân vân. Rồi xúc cũng vậy, rồi thọ cũng như vậy. Và cuối cùng để làm gì? Để cho rau lá thấy được cái bản thể thật của sắc đẹp này, của tiếng hay này, của mùi thơm này, của vị ngon này, của xúc lạc này, của sắc này, của thinh này, của khí này, của vị này, của xúc này, hay là của sắc này, của thọ này, tưởng này, hành này, uẩn này, vân vân. Đó chính là một cái sự tường tận. Khi chúng ta học á, chúng ta được thực tập, thì có thể nói rằng Phật ngài đưa đến thẳng cho ra hô lá, để hô lá nhận chân sự thật. Trước khi mà lấy bằng tốt nghiệp, đối với các ngành nghề phải trải qua một môi trường thực tập.
một môi trường thực tập đó. Bằng một cách thực tế, đa phần các ngành nghề để, đó là một sự làm quen để mai mốt không có lạ. Còn ở đây chúng ta thấy biết sau khi dạy những cái pháp giác ngộ, và cuối cùng Đức Phật đã chỉ thẳng cho Rahula thấy được bằng cái sự thực nghiệm của tự thân Rahula. Và Rahula hiểu biết như vậy và ngày giác ngộ. Kính thưa quý vị, sự tu tập đòi hỏi tất cả chúng ta một cái điều quan trọng hơn hết, cũng chính là cái giá trị tự thân. Tự thân của chính mình. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc à. Đường sinh tử hùng ai nấy giữ, hùng ai nấy tu, hùng ai nấy đắc. Chứ không ai tu thế giùm ai, không ai tu giúp cho ai, mà cũng chả ai mà chận được cái sự giác ngộ của mình, chận lại cái sự tiến hóa của mình, do chính cái phước duyên của mình thôi. Mình tu mà nó mình bị người ta phá hay tu mà để ma nó khảo, cái này mình phải nghiên cứu kỹ à. Tu sao mà là mình phải tu cách rút ráo, cách lớn lao kìa, chứ còn mình tu chút xíu nó ma khảo. Tu ma nó khảo cái gì, ma gì ma lòng mình, chứ ma nào mà nó khảo mình. Chúng ta nhiều khi chúng ta nhân danh không lý quá, chứ sự thật không có ma nào nó khảo ta. Chính chúng ta không nhận chân được, chúng ta không có thể nhập được cái giá trị của vô thường, cái giá trị của khổ não, cái giá trị của vô ngã. Chính chúng ta không cảm thấy, không ham thích, không đam mê với cái đời sống xuất gia, cho nên vì ấy mới chạm thua. Hay là có một số phật tử vì sợ tu, tránh né tu, cho nên họ nói rằng nó khó, hay là nó thực hiện không được. Chính vì họ tránh họ né mà, thì làm sao mà thành tựu, làm sao mà đạt được cái kết quả tốt được. Ở đây Đức Phật ngài chỉ thẳng và đưa nó cho Rahula một cách thiết thực. Đây là một cái điều mà chúng ta nhớ, chúng ta phải thực sự vào hồi tu à. Cái gì cũng vậy, đầu tiên thì nó khó. Cái gì cũng vậy, đầu tiên thì nó rất là khiếp, nó rất là không dễ dàng. Nhưng cuối cùng mọi pháp nó cũng đều cũng thành tựu được. Quý vị hồi xưa đó, khi mà ngồi thiền, ngồi kiết già, ngồi thường thường thì tập quen thì nhỏ mà, thì cứ 15 phút, 20 phút, nửa tiếng đồng hồ, tới 45 phút trở lại. Còn ép dữ lắm, cố gắng dữ lắm, nửa một tiếng đồng hồ trở lại. Rồi có những lần mà gặp các cái vị sư phụ hướng dẫn bảo phải cố gắng ngồi, mà thử mình ngồi, mình cố gắng mình ngồi, nó qua một tiếng đồng hồ là nó đau, và qua phải nói là lúc đó từng phút từng giây và nó rất là đau nhất, cảm thọ khổ vô cùng lớn. Mình nghĩ rằng vì cái chân mình buông ra chắc là chết, chắc là nó tê, chắc là nó cứng, chắc là nó không thể nào đi được, thì cảm thọ khổ mà, thì những cái đau khổ mà mình nó khủng khiếp. Nhưng cái thứ quý vị, rồi cũng qua. Nó đau, nó tê rần người luôn. Mà mình suy nghĩ bây giờ mình quay về mình chiến đấu với nó. Chiến đấu với cái đó cơ, mình bây giờ mình thua hay là mình thắng đó. Cái sự thật là hồi xưa chúng tôi không có chánh niệm, mà chúng tôi chỉ thử coi mình với cái tâm mình có cái nào nó, cái nào mình có thể được. Bây giờ mình nắm cái điện thoại. Một tiếng rưỡi. Rồi, dùng tiếng rưỡi. Và kính thưa quý vị, cố gắng thì được một tiếng rưỡi, bắt đầu ráng cố gắng 5 phút nữa, 35 phút một tiếng, 40 phút, 35 phút, ráng tới. Và kính thưa quý vị, sau đó bắt đầu lên 2 tiếng, vân vân, thì một tiếng nó không còn là cái gì nữa, chứ rất là nhẹ nhàng. Đầu tiên cái cảm giác thọ khổ đó, có nhiều cái giả trong lòng mình mà đau thật tướng rõ ràng mà. Đây cái cảm giác khổ chúng tôi thực tế, chúng tôi nói chung như điều rồi, chút xíu nó cũng hết rồi, nó có gì đâu, buông xuống thì cũng như
rồi thời gian cắt nó hết tê. Và khi cái tê, cái ma tâm ma lực trong lòng, cái sự sợ hãi của mình nó chết rồi, thì kiểu này là thế nào, cái chân mình cũng không cách nào mà đi được hết, nó tê cống luôn mà. Đó là sự thật, nhưng cuối cùng cũng sao. Cuộc tu này nó là như thế, là chỗ này nhiều khi chúng ta yếu, là chúng ta lùi, là chúng ta nhào ngay. Ở đó nói trên một cái đối diện với cái khổ. Rồi cuộc đời này nó đối diện nhiều cái lạc, hay là nó nhiều cám dỗ, hay là nhiều cái sự thử thách, nó nhiều cái ma lực ma tâm trong lòng mình, nó ghê lắm. Mà cái sự tu đó ai dạy cho mình? Ai dạy cho mình? Cũng chính mình biết không sao đâu, rồi sẽ không sao đâu. Rồi nó vô thường, cảm thọ nó vô thường. Chứ phải có người nào mà ngồi thiền tu xong ngã ra cái chết liền, do ngồi đau nhức quá cái chết à? Xưa nay chưa có chuyện đó. Mà do chúng ta ngồi thiền rồi chúng ta cũng chết, rồi ngồi trong cái lúc chúng ta đang ngồi thiền chúng ta chết luôn. Đó là cái duyên phước, cái nghiệp phước đó rất là tốt. Chứ đâu có ai ngồi thiền mà chết. Vừa bỏ tê cẳng mỏi cẳng, hoặc là ngồi, hoặc là đang ngồi thiền nó cái tai biến, không có chuyện đó. Hay cái đột quỵ, không có chuyện đó. Mà chính khi chúng ta đã đang mang bệnh, mà khi chúng ta ngồi hay chúng ta tu, thì có thể nó cái tứ đại nó phản ứng, nó bất hòa một chút xíu, gây cho ta nó khó chịu. Chứ sự thật ra khi mà chúng ta ngồi thiền đúng thì cái thân tâm này nó rất là khinh an, nó rất là khỏe mạnh, nó rất là tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, cái điều mà chúng ta thấy đối với cái điểm liên sắc thinh hương khí vị xúc, và điểm ly với xúc do duyên ý xúc này liên đến thọ hành tưởng hành thức này, tất cả đều yểm ly, tất cả đều ly tham. Phải yểm ly, phải ly tham, phải không nhàm chán. Cái cuộc đời cái như khi nhàm chán rồi mới bỏ được. Và khi cái gì, khi ly tham không còn dính mắc, không còn ở trong tâm mình nữa đó, thì ngay khi đó nó mới được giải phóng, nó mới được giải thoát hoàn toàn. Và kính thưa quý vị, đó chính là cái gì? Trong tâm thật sự hiểu biết ta đã được giải thoát. Ta được giải thoát bởi vì ta không còn bị bị cái dục, bị sân tập dục tập hại tâm, đó ảnh hưởng nó chi phối ta. Vậy chúng ta không còn bị cái gì? Không còn bị cái sắc thọ tưởng hành thức quẩn này chúng ta bám chấp, chúng ta cầm nắm nó nữa. Tất cả đã yểm ly thân, yểm ly tâm, nhàm chán về cái thân tâm này, đối với các dục, đối với các sắc, đối với các pháp. Bởi vì nó là giai thủy hư vọng, nó là không thật có, và nó là vô thường, nó đổi thay, nó không phải thật sự, nó hiện hữu, cho rằng đây là mình, đây là của mình, vân vân. Tất cả những cái hiện tượng đó phải do tính chính tự thân của người đệ tử cảm thụ và nhàm chán buông bỏ. Chứ không ai bắt mình buông bỏ, cũng ai có thể buộc mình bỏ được khi mà mình không muốn bỏ, khi mà mình còn quá nhiều ái tham, khi mà còn quá nhiều cái sự cầm nắm, cái sự bảo bọc với cái ngã chấp này. Còn khi chúng ta thấy, khi mà yểm ly, khi nhàm chán, khi sợ hãi, thì họ có sự sợ hãi thì họ mới từ bỏ. Mà khi từ bỏ như vậy thì mới đưa đến yểm ly. Mà yểm ly như vậy thì mới đưa đến cái ly tham. Mà ly tham thì chắc chắn rằng vì ấy sẽ được giải thoát, khi không còn cái tham. Cái tam thật thì kiến cái mạng sân tật lận hối, vân vân, vô tạp vui phóng dật, nó không còn hiện khởi trong tâm. Vì ấy như thật như chân, thấy được các pháp, cái thực tính của chính nó là giả tạm, nó là vô thường, nó là khổ não, nó là vô ngã. Phận ấy thấy được cái sự sanh, sự diệt của danh và sắc này, đi qua từng giai đoạn, từng trạng thái của chính nó. Và cuộc đời nó là như thế. Và chính vì ấy đã thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn và sanh đa tận. Và chúng ta đọc theo kinh văn rất hay: sanh đa tận, phạm hạnh đã thành.
vì ấy việc nó biết việc nó làm đã làm, sao đời sau đời sống này không còn trở luôn cái trạng thái đau khổ sanh tử này nữa, tức là vì ấy không còn sanh tử, không còn khổ đau, bởi vì sanh có mặt thì già chết sầu bi khổ não tiếp diễn, mà sanh không có thì không có, sanh không có thì không có già, không có già không có bệnh, không có bệnh thì không có chết, thật là vì ấy bất tử, tức là vì ấy đạt đến cảnh giới niết bàn, tịch tịnh vắng lặng, không còn khổ đau, không còn sanh tử nữa. Cho nên tất cả đều bị diệt tận, tất cả các cái cấu quế, các cái pháp phiền não đã được vị ấy thắng đạt, đã được vị ấy gội rửa lột sạch và diệt tận, không còn một cái con virus nào có thể làm vị ấy sanh bệnh khổ đau nữa, hoàn toàn không có. Và chính vị ấy là người đệ tử của Phật, là người con Phật. Đây cũng chính là Rahula con Phật. Khi Rahula đã thành tựu thánh quả tứ đạo thì đó chính là con của Phật. Con ai nghĩa con ở đời, con ở đạo cũng là thế luôn. Thì tất cả chúng ta, nếu như chúng ta mà thành tựu được thánh đạo thánh quả thì sẽ chúng ta là con của Phật. Nếu như chúng ta chưa thành thánh đạo thánh quả thì chúng ta chưa phải là con của Phật. Tuy không cùng máu huyết gì với Phật cả, nhưng nếu như chúng ta thành tựu thực chứng pháp của Ngài, đã chứng đắc thành tựu pháp của Ngài, đã thành tựu, thì chúng ta sẽ là những người con của Phật một cách đúng nghĩa và cao cả nhất. Dạ, xin kết thúc tại thức nơi đây. Trước khi dứt lời, những có điều chỉ sẽ thất kính hướng mong chư Tăng sẽ giải thích cho được hoàn mãn, cho được tốt đẹp. Dạ, nếu có điều chỉ mong tất cả quý vị hoan hỷ. Và kính nhân và Phật là được đại thích tới đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, như là các vị chư Phật tăng, chư thiên tại chùa, các vị chân linh âm binh, tất cả những chúng sinh hữu hữu duyên tại nơi đây, xin quan hệ tất cả và mong cho tất cả quý vị luôn luôn được an lành, hạnh phúc, thánh hóa trong Phật pháp. Và con kính thỉnh, con xin xuống mít kính thỉnh thương tội nhất lãnh nhiều họ Nam Mô Bổn Tha Giá. Ta thuộc thuyết trình sư tọa thượng quyền. Bây giờ chúng ta sau pháp hội của sư tọa thượng quyền, chúng ta bước qua phần thảo luận. Và sư tọa thượng sư tọa có mặt ở trước máy và sư tọa nghe được không? Nếu sư tọa thượng sư nghe được thì sư tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Dạ. Bây giờ sư tọa thượng sư, thông thường chúng ta quan niệm rằng một người mà quân đọc ba la mật đầy đủ đó, thì ở trong kiểu sót, sót sẽ giác ngộ. Thì cái gốc giác ngộ tức là mình đã đầy đủ ba la mật rồi. Nhưng mà tại sao có những người ở trong kiếp chót gặp Phật giác ngộ liền, có những người mất thời gian dài, như trong trường hợp này Đức Thế Tôn Ngài cho Rahula tu năm 7 tuổi mà 11 năm sau năm Tôn Giả 18 tuổi thì Đức Thế Tôn Ngài mới thấy rằng đây là lúc thích hợp để khai thị. Nếu mà đã đầy đủ ba la mật rồi, tại sao không ra đạo chứng quả lúc 7 tuổi mà phải chờ tới năm 18 tuổi? Xin kính thỉnh thượng tọa sư quan hệ chia sẻ bài cảm nghĩ của thượng tọa về điểm này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý vị, sự đời chúng ta khó nói. Mỗi một người nó có một cái duyên. Duyên đó là do ở trong quá khứ, mặc dù ở ba la mật đầy đủ kiếp này là kiếp chót, nhưng mà do cái thường cận cái duyên ở trong quá khứ nó có cái tính trễ nải như thế nào, hay là do cái nghiệp nó chi phối như thế nào,
cho nên bây giờ muộn màng. Nhưng khi mà Đức Phật Ngài vừa thuyết chuyển Pháp Luân thì Ai Nhát Cô Đa Nhát, Ngài An Nhã Kiều Trần Như đắc đạo quả trước tiên ở trong là một vị đệ tử đắc đạo quả trước nhất ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Còn Xu Phách Đá là người đệ tử đắc sau cùng khi mà Đức Thế Tôn sắp viên tịch, thì đạo sĩ Xu Phách Đá, du sĩ Xu Phách Đá đi đến Đức Phật và được nghe Đức Phật là thuyết pháp rồi xin xuất gia, sau đó chứng A La Hán. Thì cái câu chuyện được Đức Phật này kể lại do trong đời quá khứ, khi mà hai anh em đều có niềm tin nơi Đức Phật và chúng tỳ kheo hết, nhưng mà người em á thì nóng lòng muốn được làm lễ cúng dường bữa ăn đến Đức Phật và Chư Tăng, cho nên không thể chờ đợi lâu đến khi lúa chín. Khi mà lúa ngậm sữa á, lúc đó người em với bà của người anh, thì người anh mới nói rằng như vậy thì uổng lắm, để đợi lúa chín là mình gặt hái lúa đem vào nấu cơm mới dâng cho tăng với Đức Phật. Người em năn nỉ nói không được, thì người anh mới nói thôi bây giờ mình chia hai cái thửa ruộng đưa ra, chú cái phần của chú muốn làm gì thì chú làm, còn cái phần của anh thì đợi lúa chín mới làm. Thế là người em sau khi được phân nửa thửa ruộng lúa ngâm sữa mới cho người gặt đi vào rồi giả cối. Để lấy lúa non đó và nấu cơm đề hồ cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng. Còn người anh thì do cái ý chậm trễ không có làm liền cái thường cận y duyên đó, khiến cho người anh sau này mặc dù cũng trải qua luân hồi tạo nhiều ba la mật, nhưng mà kiếp chót sanh ra làm Xu Phách Đá, và mãi cho đến khi mà Đức Phật đã sắp niết bàn thì mới đắc được quả A La Hán. Nó tùy theo trường hợp, có những vị sa di mới có 7-8 tuổi là đã chứng A La Hán rồi, như là sa di Pandita, sa di Sankhichá, hay là sa di Tết Sá. Sa di Sankhichá, vâng vâng. Những vị đó xuất gia lúc trẻ và chứng A La Hán liền. Còn trường hợp như là Rahu Lá, mặc dù xuất gia 7 tuổi trẻ nhưng mà chỉ được có cái tâm hiếu học thôi. Sáng bữa nào vị Rahu Lá cũng
ra ngoài hốt một nắm cát trong tay, vừa buông xuống vừa nguyện rằng mong trong ngày hôm nay ta sẽ học được pháp từ nơi Đức Thế Tôn, từ nơi các vị trưởng lão, nhiều giống như số cát trong nắm tay này. Nhưng mà Sa Di Rong Lá 7 tuổi vẫn chưa chứng được đạo quả gì. Nó có thể do một cái sự chướng ngại nào đó mà chúng ta không biết. Rồi khi mà lớn lên lúc mà trưởng thành đó, thì lúc đi khất thực với Đức Phật, đi ở phía sau lưng Ngài và thấy cái tướng hảo quang minh của Đức Phật, và vì là con của Đức Thế Tôn, do đó Rau Lá cũng có thân tướng đẹp như vậy, thì Rau Lá đã khởi lên một cái tư tưởng tự hào về cái thân sắc của mình. Đức Phật đã vỡ và giải thuyết bài kinh 62 Vaha Rahulovada Sutta, ngài thuyết về những cái pháp tu căn bản. Nhưng mà Rau Lá chỉ quan hỷ tính thọ lời Thế Tôn chứ không chứng đạo quả gì, cho đến khi Đức Thế Tôn ngài thuyết của bài kinh Chu Lá Rahulovada, lúc đó đúng thời Rau Lá đã chứng quả là hả. Thì nói tóm lại là chúng ta phải nhớ là mặc dù mỗi người làm việc thiện giống giống nhau, nhưng mà do cái thừa nhận y duyên của mỗi người, có người làm việc thiện cái tâm nhanh nhẩu sốt sắng, còn có người làm việc thiện tâm trì trệ, cuối cùng thì mới làm. Thì do cái thường tự nghĩ duyên đó, nó trở thành tố hợp. Cho vị thời nghiệp duyên. Cái phước ba la mật mặc dù tạo đầy đủ ngay trong kiếp sống này, nhưng mà do cái thực nhận y duyên chi phối thì đó phải chậm trễ chút. Trong đời sống của chúng ta nó có rất nhiều trường hợp. Một người ở trong quá khứ cũng thường hay bố thí, nhưng mà bố thí y phục cũ, hoặc là bố thí vật thực đã ăn đời, vật thực nó không có mới mẻ gì. Thì do một người mà cái thường cận y họ bố thí, mà bố thí theo kiểu là vật thực cũ rồi mới đem bố thí, họ gom lại những cái quần, cái áo cũ cũng còn xài được chứ không, nhưng mà họ thích cho cái kiểu đó, chứ ít bao giờ mà họ không bao giờ mà họ mua quần áo mới để họ tặng cho người khác. Thế thì
đời sau khi mà sinh ra, vật, những cái vật dụng của họ hay tài sản của họ nó phát sinh, nó mụ màng, thưa quý vị, nó không có được tốt đẹp, nó không có được mới mẻ, vân vân. Tất cả những cái đó thì chúng ta quy về một cái trường hợp là do cái thường cận ý duyên chậm hay mau, đó là do nơi cái tác ý của tâm. Trong lúc mà hành thiện, dầu hành thiện ba la mật, nhưng mà trong lúc đó cái tâm của người làm nó có sự chần chờ thì sao, cái quả nó cũng sẽ bị chần chờ. Chính vì chỗ đó người Phật tử chúng ta luôn luôn nhớ vị thời nghiệp duyên, có tạo nghiệp lành thì chắc chắn là sẽ đưa đến quả lành. Nhưng mà quả lành đó nó được viên mãn tròn đủ hay là nó khiếm khuyết, hoặc là đến sớm hoặc đến chậm, cái đó là do nơi cái thường cận ý duyên phối hợp nữa. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1 từ tuổi vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Thì tôi không đang nghe có ở trước máy và thì tôi nghe được không? Nếu thì tôi không đang có mặt ở trước máy, xin thì tôi hoàn thị trả lời cho cô thảo luận số 2. Dạ, thì tôi không đang khi mà chúng ta có cái sự ưa thích đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc á, cái sự ưa thích nó có khác biệt với sự chấp thủ là sắc thinh khí vị xúc pháp là ta, là của ta, là tư nhãn của ta chắc. Cái chuyện mà ưa thích với chuyện chấp thủ đó, nó khác biệt nhau như thế nào? Xin chủ tổ Hoan Nghị giải rõ về điểm này. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Trong câu thảo luận số 2, có gì một người ưa thích mùi hương và một người chấp thủ mùi hương là ta, là của ta, là tự ngã của ta? Thì quý vị vẫn biết rằng tâm tham, nó có tâm tham và tâm tham tà kiến. Nếu mà chúng ta chỉ ưa thích thôi, thì chúng ta chỉ là có tham thôi. Nhưng mà khi chúng ta chấp thủ đó, thì nó sẽ có cái tham tà kiến. Bởi vì cái chấp thủ nó nặng nề nên cái tà kiến nó là cái bận nhơ nhất mà Đức Phật ngày thường nói. Bởi thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với vị thánh tu đồ quần thì vẫn có tham, nhưng mà cái tà kiến thì vị này đã đoạn trừ. Như vậy thường thường thì chúng ta thấy rằng một cái người ưa thích cái mùi hương, ví dụ giờ mình nói như là các cái vị thánh cư sĩ như bà Quy Sơ Kha, Cốc Cô Độc đó, vẫn là vị thánh tu đồ quần thì tất nhiên là cái tà kiến không có. Nhưng mà cái thâm nó, ví dụ như là xài nước hoa, hoặc là mình mặc đồ đẹp, hay là mình có đồ trang sức như là một cái áo cưới, áo cưới có giá trị, thì chúng ta hiểu rằng cái đó một cái tham á, thì và một cái tham tài kiến nó khác nhau. Bởi vì khi mà mình tham tài kiến á, thì cái sự đó đó nó trở ngại, nó trải ngại rất là nhiều. Bởi vì thường thường chúng ta nói rằng nếu mà mình nói mình muốn ăn á, thì mình ăn nó cũng thật sự là nó có tham.
nó có tham, mình thích cái vật thực đó, nhưng mà khi mình chấp thủ nó lại khác nữa. Một cái người mà họ ăn vật thực ngon, nhưng mà khi mà họ biết ngon, nhưng mà họ ưa thích ngon, nhưng mà khi mà họ chấp thủ là họ muốn ngày mai cũng có như vậy, ngày mai cũng được ăn như vậy. Và họ cho rằng cái vật thực đó là số một. Thật sự chúng ta biết rằng nhé, cái vật thực là một số cái yếu tố vật chất để nuôi dưỡng cái thân này. Mà các loại vật thực, ví dụ chúng ta ăn thì chúng ta ăn phải ăn thịt cá, rau xanh, rồi đậu, rồi các loại rau củ quả, thì chúng ta mới đủ cái dinh dưỡng. Nhưng mà nếu một người nào nói rằng chỉ ăn có một cái loại nào đó, họ ưa thích cái loại đó, thì mình có thể hiểu cái đó là cái sự chấp thủ. Bởi vì cái sự chấp thủ đó, họ cho cái đó là số một. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta biết rằng đối với đạo Phật, hay là đối với mình nói sắc pháp á, thì cũng có sắc tứ đại và sắc y đại sinh. Thì các cái sắc pháp thì sắc nào nó cũng cần thiết. Ví dụ sắc thần kinh nhãn thì phải có sắc cảnh giới, mắt thì có cái sự nhìn thấy, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh nhĩ và sắc cảnh thinh, để trên cái tiếng, cái âm thanh, cái lỗ tai nghe được cái âm thanh đó, do nhĩ thức nương vào cái lỗ tai để nghe cái cảnh thinh. Nhưng mà khi mình nói rằng chỉ có mắt là số 1 thì cũng không đúng, không có đúng. Tại thực sự ra thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm đó là những cái giác quan. Mình nói rằng năm cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi đó, thì nó đều là những cái giác quan. Và những cái giác quan đó tùy theo cái tham ái mình thích cái gì. Mình thích cái gì thì mình chấp thủ cái đó. Nhưng mà thật sự mắt mình nó vẫn thích cảnh sắc, tai vẫn nghe cảnh thinh, mình nghe những âm thanh hay mình vẫn thích. Nhưng mà chấp thủ là khác. Chấp thủ là chúng ta cột chặt cái tâm của mình vào một cái loại nhạc nào đó. Và chúng ta thấy những cái âm thanh của nhạc đó là những cái âm thanh tiết tấu từ cái giọng hát, hay là cái âm thanh của các cái loại âm thanh để tạo thành cái giai điệu. Thì chúng ta hiểu rằng cái đó là chỉ là nhiều cái thứ nó hình thành thôi. Chứ thật sự ra nếu mà một cái người mà thường quý vị biết, một cái người hát mà không có những cái hòa tấu đó, thì cái giọng hát nó cũng sẽ không có hay. Nó hay là do nó có nhiều cái tiết tấu, cái giọng hát, và có nhiều cái loại nhạc cụ tiết tấu ở trong đó. Thì cũng như vậy, khi mà mình chấp thủ á, mình cho cái đó là một, mà cái đó là số một. Nhưng mà thật sự ra đó, thì chúng ta thấy rằng cái người thích và cái người chấp thủ á, khác nhau. Thích đó, ví dụ như mình thích thích ăn thì cái là vật thực nào mình cũng ăn được, nhưng mà mình chấp thủ á, thì mình chỉ chọn có một thứ thôi, và mình cho cái thứ đó là số một. Nên thường thường thì quý vị thấy rằng khi một cái người mà họ chấp thủ đó, thì gần như là phải có cái đó, không có cái đó là không, họ không chịu được. Còn cái người mà có tham á, thì thường thường cái gì cũng được, cái gì họ cũng ăn được, nhưng mà cái sự chấp thủ phải chọn lựa cái đó, phải có cái đó ăn mới được. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái ái đó, trong tâm tham á, thì chúng ta vẫn biết là tâm tham nó có 8 loại. Có loại tâm tham á, thì nó liên hệ với tà kiến, 4 tâm tham hợp tà. Còn 4 tâm tham ly tà nó hợp với ngã mạn, nhưng mà có lúc nó cũng không hợp. Không hợp nữa, đến nơi đây á, thì chúng ta hiểu nó chỉ có tham thuần thôi. Nó có tham thuần thôi, có nghĩa là mình thích ăn như vậy thôi. Chứ còn chấp thủ á, là mình thích một loại nào đó. Mà loại đó không có là không được. Nên cái sự chấp thủ á, nó nặng nề hơn. Nên thường thường quý vị thấy cũng như cái câu chuyện mà ngu hành giả và cẩu hành giả đó. Nếu cái người đó mà thích tu tập theo thành con chó, mà tu tập y như con chó đó, thì người đó sanh làm chó. Như vậy chúng ta hiểu đó là tham, cho sanh làm cái kiếp súc sanh. Nhưng mà khi mà thủ á, khi mà nói rằng ta hành cái hạnh này, hành cái hạnh kia đó, mà sanh xuống, sanh lên cõi trời, hạnh con chó, con bò này, sanh lên cõi trời này, cõi trời kia đó, thì Đức Phật ngài nói sẽ sanh xuống địa ngục. Như vậy là cũng cái hạnh con chó đó thôi,
Nhưng mà nếu hành y theo hành con chó thì mình sanh xuống cái làm loài súc sanh là chó, là bò. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng mình hành cái hành con chó, con bò đó mà sanh lên cõi trời này, cõi trời kia đó, thì đó là tham tà kiến. Tham tà kiến, cái đó là cái sự hiểu sai, và cái đó sẽ rơi xuống địa ngục. Thì cũng như vậy, quý vị thấy rằng tham á, mình ưa thích cái đó, mình sẽ sanh vào cái cảnh giới, cái cảnh giới mà biết tương thích đó, nhưng mình hiểu sai đó, là hiểu sai lại. Ví dụ quý vị thấy những vị kịch sư đó, nghe cái vị tổ sư của mình nói rằng mình làm cho người ta cười đó, mình sanh về cõi trời hy tiếu. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng nếu mình làm cho người ta cười như vậy đó, mình sẽ sanh vào địa ngục hy tiếu. Có nghĩa là địa ngục đó mình phải khóc than, mình phải nhảy nhót ở trên một cái thảm, một cái tấm sắt. Nhảy nhót trên này. Thì khi mà chúng ta hiểu rằng cái người mà có cái tham á, thì thật sự chúng ta ưa thích mùi thơm. Mà nếu mà chúng ta lúc bây giờ là chúng ta có thể có tham. Nhưng mà nếu chúng ta mà ưa thích một cái cách mà thái quá đó, gọi là chấp thủ đó, thì nó có tà kiến. Chứ bình thường nó có tham, nhưng mà chưa chắc nó có tà kiến. Nhưng mà khi mà mình chấp chặt phải có cái mùi thơm đó, hay là mình là mùi thơm đó, hay là mình sống không thể thiếu cái mùi thơm đó, và mình thích cái mùi thơm đó, mình nghĩ rằng mình cũng có mùi thơm đó, mình không chịu nổi. Thì những cái người mà chấp thủ như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng cái sự chấp thủ đó nó quá nặng nề, nó có cái tà kiến, cái tà kiến ở trong cái tham đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người ưa thích cái mùi á, thật sự ra chúng ta là những cái người sống thì thường thì chúng ta sống thì chúng ta vẫn có cái tâm tham, nhưng mà tham tà kiến là cái sự chấp thủ quá mãnh liệt, nên thường thường tham và tham tà kiến thì cũng như chúng tôi nói cái gì đó, những vị thánh tu đồ quần đó vẫn có tham, nhưng mà cái tham tà kiến thì bị đi không còn. Chính cái tham tà kiến đó nó mới sanh ra cái thân kiến, cái giới cấm thủ. Chứ còn cái tham không thì nó các vị đó vẫn còn, vẫn còn vị thánh tu đồ quần vẫn còn như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 2 này thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì con thỉnh thượng tọa. Bây giờ thì con xin gửi mic thượng tọa. Sao cũng cái trường sự tập học đăng thứ vị nhưng trường học đăng nói chúng tôi muốn đưa một vài cái ví dụ trước khi chúng ta qua một phòng thảo luận đặc biệt hôm nay. Chúng ta thích một cái gì đó mà nó không có ngã chấp thì nó không có nặng nề. Lấy ví dụ như là có một người họ rất là thích hoa hồng, người khác không thích thì bình thản thôi, ai thích thì thích, ai thích thì không thích. Nhưng nếu mình thích hoa hồng mà người khác họ chê hoa hồng, người mình nổi nóng, thì đa phần là do ở trong cái thích của mình có tất cả. Dạ, mình thấy rằng mình thích hoa hồng, ai đụng chạm đến hoa hồng tức là đụng chạm đến mình. Dạ. Hay là ở Mỹ bây giờ người ta có trường hợp là rất là đông người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Dạ. Nếu bất cứ ai mà không đồng ý với Tổng thống Donald Trump là họ nổi giận lên, họ đòi đuổi ra khỏi nước Mỹ, hay cấm vào nước Mỹ, và họ chửi bới một cách mạ lị, tại vì họ nghĩ rằng đụng tới Tổng thống Donald Trump tức là đụng tới họ, phải bước vào xác chết của tôi chẳng hạn. Thì cái đó là mình thích một người là một lẽ, nhưng mà mình thích đi với ngã chấp đó là một chuyện khác. Hay là có một người họ thích ca sĩ nào đó, người khác không thích ca sĩ đó thì cũng bình thường thôi, người thích thì cũng thích. Nhưng mà người khác họ không thích ca sĩ đó mà họ chê ca sĩ đó là mình nổi nóng lên, mình mã lì lại, tức là bước qua cái thế giới của ngã chấp, mình phải rất là cẩn thận về chuyện này. Lẽ ra thì chúng ta có vài câu thảo luận nữa, nhưng mà
chúng tôi muốn dành ít thời giờ còn lại chương trình ngày hôm nay để thảo luận với Thượng Tọa Từ Siêu và Chư Tôn Đức về vấn đề giáo trình sắp tới. Chúng ta đang học bài kinh 147 và còn vài bài kinh nữa là chúng ta hết giáo trình trung bộ kinh. Như lần trước Chư Tăng có đồng ý là sau khi học đủ 152 bài kinh của trung bộ thì chúng ta sẽ trở lại để dẫm vá lại những bài kinh mà trước đây chúng ta không có một giáo trình đồng bộ. Nhưng mà thưa quý vị, cũng có một cái đề nghị là ở trong lúc chúng ta trở lại giáo trình trung bộ kinh thì chúng ta nên dạy một đề tài khác, một thêm một giáo trình nữa đi kèm, ví dụ như một tuần thì chúng ta dạy 5 ngày trung bộ kinh, 2 ngày cho một môn học khác. Bây hôm nay chúng tôi rất là cân nhắc, rất cân nhắc về những này là mình dạy giáo trình nào. Thì tội nghiệp Đại Đức Thụy Tri bỏ ra rất nhiều công để gửi cho chúng tôi hai cái tác phẩm. Một là tác phẩm Bodhisampada, hai là tác phẩm Bút Sư Thi Mắt Giác. Bút Sư Thi Mắt Giác là tác phẩm Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta đã từng dạy tác phẩm Bodhisampada, Vô Ngại Giải Đạo đó, thì chưa bao giờ dạy. Nhưng mà chúng tôi cũng đang rất là phân vân, và có một điều hôm nay cũng trình với Chư Tăng, nhất là Thượng Tọa Từ Siêu, để xem Thượng Tọa Từ Siêu có ý kiến gì và Chư Tăng có ý kiến gì, là muốn chúng ta muốn học, muốn trở lại với cái môn Bi Diệu Pháp hay A Tỳ Đàm, nhưng mà chúng ta không dạy theo cái cách truyền thống. Cách truyền thống thì dựa trên những Thắng Pháp Tạo Yếu Luật, mà chúng ta sẽ dạy bằng những cái khái niệm nó quen thuộc. Ví dụ như chúng ta nói rằng chữ pháp cho A Tỳ Đàm, hay chữ tâm cho A Tỳ Đàm, hay là chữ nghiệp cho A Tỳ Đàm, chữ duyên cho A Tỳ Đàm chẳng hạn, thì những đề tài như là nghiệp, về duyên, về tâm vân vân là những đề tài rất là quen thuộc. Thế nào là bất thiện cho A Tỳ Đàm, thế nào là thiện cho A Tỳ Đàm. Từ những ý niệm đó chúng ta có cái nhìn nó khác hơn là những gì chúng ta từng thấy trong kinh tạng. Thì điều này không có nghĩa là quý Phật tử sẽ nắm rõ về giáo lý A Tỳ Đàm, mà điều này là một cái phương pháp dẫn nhập để chúng ta làm quen. Sau khi làm quen một thời gian mà mình thấy rằng mọi người sẽ bắt nhịp được, thì chúng ta sẽ bắt đầu với một giáo trình chính thức. Điều này chúng ta cũng đã có một thời gian giảng trong Rung Diệu Pháp, mặc dù lúc đó không có bài soạn như bây giờ, lúc đó rất là bận rộn. Thì nếu được, xin được ý từ Tòa Từ Siêu và Chư Tăng, có thể nào chúng ta sử dụng một giáo trình 52 bài, 52 bài với 52 cái khái niệm quen thuộc đối với thường thức, quen thuộc đối với kinh tạng, nhưng mà chúng ta nhìn qua A Tỳ Đàm, thì để cho quý Phật tử làm quen, rồi từ cái khái niệm này chúng ta sẽ sau này nếu thấy có đủ duyên chúng ta sẽ đi vào một cái lớp A Tỳ Đàm chính thức. Thì không biết là Từ Tọa Từ Siêu và Chư Tăng nghĩ thế nào. Xin kính cung thỉnh Từ Tọa Từ Siêu. Anh đừng buồn thay nhỉ. Kính lễ Đức Phật Giáo Pháp Chư Tăng, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Trước đây
khi trên tòa giới tắm hỏi sau trung bộ kinh, chúng ta sẽ dạy đến cái giáo trình nào? Lúc đó chúng tôi vô tư xem xét trường bộ, trung bộ, tứ ương, tăng chi và một số tập tiểu bộ chúng ta đã học qua, nhưng mà còn lại những tập ở trong 15 tập tiểu bộ như Patisamvida Magga thì chúng ta chưa có dạy, mà nào giờ cũng không có dạy đưa vào cái chương trình nào hết. Cho đến bây giờ khi mà chúng tôi xem qua thì nó có ba vấn đề. Nhất, cái bộ Patisamvida Magga nó gồm hai tập và cái dung lượng cũng nhiều so với các tập tiến bộ khác, cho nên khi mà muốn dạy đó là cần phải sắp xếp thành chương mục và bài mới dạy được, chứ không thể nào mà mỗi một ngày đem ra một đoạn để đọc, đọc hết cái đoạn đó rồi giảng bình thường như là giảng trung bộ, trường bộ vân vân. Nhưng mà bây giờ để soạn thì chúng tôi xin thưa rằng là bản thân chúng tôi thì không có thời gian, không có thời gian nhiều, nhất là nội trong năm nay. Từ đầu năm cho đến bây giờ và từ bây giờ cho đến hết năm nay thì chúng tôi bận rộn với công việc mình phải đi giám sát công trình xây dựng tái thiết cái chùa Xu Lý. Cho nên ngày nào chúng tôi cũng đi từ sáng sớm cho đến 5:30-6 giờ chiều mới về tới chùa Vĩnh Giác, mệt mỏi và không có thời gian để soạn. Cái việc thứ hai đó, cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ra là sau khi xem xét á, thì chúng tôi thấy là cái bộ Patisamvida Magga có tính cách để ghi cứu thì nó hay hơn có vấn đề để nói, để viết. Chứ còn nếu mà giảng giải thì thực tình hơi khó. Thí dụ như một cái chương mà gọi là Jnanakatha, tức là lượng giải về trí tuệ đó, thì nói đến tất cả là 75 trí. Ở trong đó từng phần, chẳng hạn như trí văn, trí tư, trí tu, vân vân. Những cái này chúng ta có học qua, chúng ta quen rồi.
nó cũng dễ, nhưng mà cái vị học quý vị sẽ chán, và vị giảng sư cũng sẽ chán để dạy. Khi nào đang soạn dịch, đang nghiên cứu, khi nào mà cần phải có, cần xem xét cái lời giải thích về cái trí đó như thế nào, thì người ta mới mở sách ra, ở trên sân phi đề mặt cá, người ta xem cái chỗ đó. Ngài Sariputta này giảng giải sao thì thọ trì. Cho nên cái điều thứ hai mà chúng ta muốn nói ở đây là cái bộ này nó dễ quá, không có cái gì nó khó để chúng ta bàn. Rồi cái điều thứ ba mà chúng ta muốn nói tức là nghe sư tự tri trong ba điều hành có thông báo, có báo lại cho chúng ta biết là thượng tọa giới đẳng có ý muốn là cái bộ cái thi sa vida này chúng tôi và thượng tọa giới đẳng đảm trách, còn các vị khác thì chọn cái môn khác. Thì trong trường hợp chúng tôi nghĩ rằng nếu có hai vị giảng thì trong trường hợp biết bao giờ mới hoàn tất cái bộ Patisamphida mắc gắt, vì suy nghĩ đến ba điều đó cho nên hồi chiều chúng tôi nghe sư tự tri có nhắc đến cái nhã ý của thượng tọa giới đẳng là có thể tạm thời là chúng ta không có giảng Patisamphida mà chúng ta thay thế cái khác. Thì bây giờ được biết hai tác phẩm tức là A Tỳ Đàm Phi Diệu Pháp, Phi Diệu Pháp nhập gọi là nhập môn là bởi vì nếu mà chúng ta học thẳng về chánh tạng thì chúng ta thì phật tử chúng ta có nhiều người không có biết, không có hiểu được. Bây giờ chúng ta nhập môn một cách là chúng ta đưa ra những chủ đề như thượng tọa giới đẳng vừa nêu khi nãy, chủ đề về tâm, về nghiệp cho A Tỳ Đàm vân vân, thứ hai nữa là cái tác phẩm được thượng tọa giới đẳng đề nghị gửi là Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga. Visuddhi Magga Thanh Tịnh Đạo thì nó hay lắm thưa quý vị, nhưng mà cái dung lượng không có nhiều. Chúng ta học chuyện thời gian ngắn là đã hết rồi. Với lại hiện tại ở ngoài là chúng tôi dạy
trừ, dạy cái môn thân tịnh đạo. Mà cái môn mình đang dạy, dạy tới mà phải quay trở lại từ đầu thì chúng tôi ngán lắm. Ở ngoài chúng tôi dạy hai trường, mà ở trong room chúng tôi dạy thêm một dạy thanh tịnh đạo cho cái lớp phát kinh chuyên đề, cũng dạy thanh tịnh đạo. Thì nó ngán lắm, thì bây giờ chúng tôi cảm thấy ngán nếu còn phải lặp lại. Cho nên trong cái mùa dân y, cũng như trong mùa dân y, có đôi khi hai chùa, một chùa thỉnh buổi sáng, chùa thỉnh buổi chiều, thỉnh thuyết pháp. Chúng tôi không bao giờ thuyết trùng cái đề tài trong suốt 30 ngày này. Chúng tôi không có thích thuyết trùng. Tức là phải chọn cái đề tài chùa này, đề tài này, chùa kia, đề tài kia, buổi sáng đề tài khác, buổi chiều đề tài khác. Nhưng mà tại vì cái bộ môn quy xuất thi bắt cá ở trường họ yêu cầu thì chúng tôi mới giảng dạy. Chứ giảng dạy trường này trường kia nó lọt chọt lắm. Có đôi khi chúng tôi đi vào lớp, chúng tôi quên biết là lớp này đang học tới đâu, lớp kia đang cái đau bởi vì chúng tôi không có ghi lại lớp nào học cái gì, lớp nào học cái gì. Nó bận rộn về thế quý. Cho nên theo chỗ chúng tôi thấy đó, thì bây giờ chúng ta sẽ giảng vì pháp theo chủ đề giống như từ tới giảng vừa nêu vậy. Cái đó cũng hay lắm thưa quý vị. Chúng tôi xin được một vài ý kiến. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại. Sau khi xin thỉnh ý kiến của thượng tọa pháp Đâm, sau đó thượng tọa Quyền đề đi khúc tính và xin nghe thôi. Kính thỉnh thượng tọa pháp Đâm, không biết thượng tọa pháp Đâm có ở trước máy và nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp Đâm, thượng tọa có nghe không? Thượng tọa Quyền ấy, dạ kính thỉnh thượng tọa pháp Đâm. Alo. Thượng tọa thì muốn xen vô một hai cái môn học nữa, hay là dạy về bi dịch pháp, thì con nghĩ rằng cũng được, tại vì lớp học của mình cũng học lâu dài, thì mình có thể dạy thêm một hai môn nào nữa. Nhưng mà theo con nghĩ rằng hai thượng tọa thì bị bận nhiều, và nếu mà như vậy thì bài vở thì có được hay không thì con thấy nó cũng phải cần có cái sự suy nghĩ. Nếu mà thượng tọa với thượng tọa Tề Siêu mà thấy ok thì con cũng ok thôi. Thật sự ra thì quý thượng tọa cũng chỉ sắp xếp cho tụi con giảng những cái khả năng của mình thôi, thì con cũng biết vậy. Thì sao hai vị thượng tọa gồng gánh, rồi những cái ngày mà không có hai thượng tọa thì các vị chư tăng khác thì những cái khó thiền khuyết. Vì cái bộ Patisamvida mắt gá thì cũng phải có cái sự chuyên môn hơn. Thì con chỉ có vài cái ý kiến vậy thôi. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thượng tọa. Sa thú kính thưa thượng tọa pháp Đăng.
Thượng tọa Tây Quyền ở Thượng tọa còn ở trước mắt không? Nếu thì Tây Quyền nghe được cái trình thì tôi còn nghĩ cho biết một vị dưới Thượng tọa. Một lần nữa xin đi khỏi Thượng tọa Tây Quyền có mặt ở trước mắt không? Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước mắt và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoàn thị cho vị kiến. Dường như ôi chẳng thấy Thượng tọa Tây Quyền có Thượng tọa kính trình Thượng tọa Tây Quyền. Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính đại chư tăng kính chào quý tu nữ, kính chào quý đại chư Phật tử. Kính bạch Thượng tọa, nếu mà về vấn đề mà cái chương trình giảng dạy thì con xin tùy thuận, coi như là chư tăng tọa và sư phụ thị siêu sắp đặt như thế nào thì sẽ thực hiện như thế đó nha. Bởi vì con cũng tùy duyên nha. Rồi thì con nghĩ rằng là còn trước kia thì con cũng đã thấy rồi cái chuyện mà phải nói là mà dạy được một cái bát thí sanh vi đa thì nó rất là đặc biệt, nó rất là tuyệt vời, những điều mà chúng ta không thấy, không phải dễ dàng mà nó có một quy trình mà được, nó phải bài bản mới được. Dạ, thì con phải nói rằng là vì vậy cho nên con cũng hơi e dè, bởi trước con ngại là ngại như vậy đó. Và còn giờ thì còn nếu như cái ngày bảo thì cũng phải cố gắng, còn vấn đề thay đổi như thế nào đó thì cũng tùy sư phụ để siêu và tự tay nắng. Dạ, con xin tùy thưởng tất cả và con kính cung thỉnh ngày tiếp tục. Sa thú cái chân Thượng tọa Tây Quyền. Đại Đức Pháp Tính đi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Và nếu Đại Đức Pháp Tính còn biết được xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính cho biết vậy chứ. Dường như Đại Đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Siêu Nguyên Thông có ở trước máy không? Nếu Siêu Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy xin thì Siêu Nguyên Thông còn biết chứ. Dạ, thỉnh Siêu Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con rất là hạnh phúc được vào room hàng ngày để học được giáo pháp của Thế Tôn qua sự giảng dạy của Sư Phụ, Sư Bá và Chư Giảng Sư trong room. Đấy. Con thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là có thể nói là cái chân lý tuyệt đối trần gian này, không có cái gì, không có bất kỳ cái gì có thể bằng hay là có một cái giá trị tương đương như thế nào, không có cái điều đó. Mình mà cái người mà thường xuyên mà vào room chỉ cần nghe thôi, nghe nhiều lần rồi nó sẽ thâm nhập vào thân hành, khẩu hành, ý hành thì chúng ta sẽ không phạm giới và nhờ vậy sẽ không đọa địa ngục. Và đó là cái lợi ích vô tiền khoáng hậu, từ xưa đến nay không có cái lợi ích nào là được nghe giáo pháp của Thế Tôn. Dạ, và con xin kính tri ân sư phụ, sư bá và chư giảng sư trong room để cho con và chư Phật tử có mặt trong room này để học hỏi cái trí tuệ mà trần gian này ít có người có được. Con xin cảm ơn sư phụ và con được xin mời sư phụ Phật Tính hay là nghe theo sư phụ tự trí là có sư phụ Pháp Tính trong room đó, thì con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ có thể điều khiển buổi học. Dạ, con tri ân sư phụ. Chào mừng, không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính về giáo trình mới của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thầy Uy Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, con kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, do nãy giờ con bận số công việc ở bên ngoài, là con cũng không có nghe được chương trình của chư tăng thảo luận về cái giáo trình mới. Nhưng mà con thì như cái lúc trước thì con đã có nói rồi, con nghĩ rằng ở trong cái thời gian này thì nếu mà thượng tọa Giác Đẳng có những cái sáng kiến mới về giáo trình đó, thì chúng con sẽ được học hỏi nhiều. Thành ra con nghĩ rằng sẽ thuận theo cái ý của thượng tọa Giác Đẳng nhiều hơn. Còn nếu mà nói về cái ý của con đó, thì con nghĩ rằng con muốn học được học điều hết. Có nghĩa là trong một cái tuần lễ đó, khi mà thuyết giảng về kinh tạng, trong một cái tuần lễ thuyết giảng về kinh tạng ấy, thì có một ngày nào đó để mà học về cái chương trình vì diệu pháp. Con nghĩ ở đây thì phải nói rằng là tận dụng cái lúc sức khỏe của ngài Tề Siêu, của thượng tọa Giác Đẳng, của chư tăng, tận dụng cái sức khỏe của lúc này quý ngài còn được nhiều cái sức khỏe, thì tranh thủ để vừa học vừa ôn lại cái môn vi diệu pháp. Chứ không thôi thì nói chung là ai cũng nghĩ là cái môn vi diệu pháp này khó, rất là khó. Thì bây giờ mình cứ nghĩ là khó thì mình để từ từ mình học, thì sau một thời gian này con bảo đảm là sẽ quên hết. Cũng như chính bản thân của chúng con cũng vậy, nếu mà 2-3 ngày mà không ôn lại, không đọc lại đó, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, bất chợt ai mà hỏi một cái điều gì á, là phải rà lại mình coi cái sở hữu định nó đang nằm ở đâu. Mình phải ra lại xúc thọ tưởng tư định, mình biết rằng là nó đang nằm ở trong bảy tâm sở biến hành đó. Thành ra con nghĩ rằng mai là chính bản thân của mình được học với ngài Tệ Siêu ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long, rồi về đây học với sư trưởng, rồi còn học với những vị khác nữa, rồi xem sách này xem sách kia, mà đôi khi mà còn bị quên. Thành ra con nghĩ rằng nếu mà một tuần bây giờ mình ở trong cái lớp học của mình đã học suốt một thời gian kinh tạng rất là nhiều rồi, bây giờ thì mình bỏ ra 1 ngày hoặc 2 ngày để học về cái giáo trình vi diệu pháp, dù cho là con thấy rằng sơ cấp cũng hay nữa. Thật sự ra nó cũng như sư phụ Tề Siêu dạy cái môn vi diệu pháp sơ cấp ở dưới Cần Thơ, là chúng con cũng vào đó, chúng con cũng xem hoài, coi rồi nghe những cái lúc mà có thời gian con vào con nghe hoài. Thành ra con nghĩ rằng bây giờ nếu mà trong một tuần lễ mình có 2 ngày mình học về vi diệu pháp, mà phần sơ cấp cũng được, không cần học phần cao cấp, học sơ cấp cũng được, thì khi mà hết sơ cấp thì lên trung cấp, hết trung cấp thì lên cao cấp. Dạ, thì con nghĩ như vậy thì sẽ hay và có lợi ích nhiều cho tất cả những vị giảng và những người học ở trong đây đều được quan hệ hết đó. Thì theo cái ý của con là như vậy đó, thì con không biết sư phụ Tề Siêu với ngài Giác Đẳng có những đồng ý thì các ngài sẽ triển khai. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Cái chuyện này có tính. Thưa vị, với lời nói của chư tăng thì chúng tôi xin được đưa đến kết luận là
Luân Phục Pháp Quý Thái Thông Ma sẽ dành 5 ngày để tiếp tục giảng Trung Bộ Kinh, giảng trở lại để giáo trình được đồng bộ. Và đây cũng là sự phát tâm rất là đặc biệt của Đại chúng Tề Thi để giúp sắp xếp lại, chúng ta có cái tư liệu đồng bộ của giáo trình của Trung Bộ Kinh. Và bên cạnh đó thì một tuần chúng ta sẽ có 2 ngày. Chúng tôi đề nghị là thứ hai và thứ năm á, thì chúng ta sẽ giảng vào Bi Diệu Pháp. Nhưng mà chúng tôi không đi vào cái giáo trình bình thường, mà chúng tôi sẽ khởi sự với 52 bài, nói về 52 cái khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày, quen thuộc trong kinh đạo, nhưng mà được giảng từ góc nhìn của Bi Diệu Pháp. Ví dụ như là chúng ta nói về thiện và bất thiện trong Bi Diệu Pháp, khác với thiện và bất thiện nói trong kinh tạng hay là nói theo trong đời sống trong thương đức hàng ngày như thế nào. Thì thưa quý vị, để khi mình nói về phương diện này đó, thì chúng tôi phải thưa rằng là đây là những điều mà phải soạn giáo trình hàng ngày. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái giáo trình mới được soạn này, thì nó sẽ giúp cho quý Phật tử như là một cái bước đầu dẫn nhập vào trong cái môn học mà đối với nhiều người tương đối là khô khan, nhưng mà thực sự rất là lợi ích. Chúng tôi đặc biệt tin một điều rằng với cái sự có mặt của đông đảo chư tăng, có thể nói rằng trong những cái chương trình Phật học hay trong những lớp Phật pháp mà chúng tôi được biết xưa nay mà gọi là dài hạn, thì ít có lớp Phật pháp nào mà có được một số chư vị giảng sư đông như ở trong room Phật pháp Bồ Đề Tham Ma. Và nhờ cái số đông đó, chúng ta đã duy trì hơn 20 năm qua được liên tục bền bỉ, vì phải nhận rằng công việc bình đường dài cần cái sự tiếp sức, tiếp hơi của rất nhiều người, nên chỉ chúng tôi luôn luôn xem rằng sự có mặt của chư tăng. Nhưng quý vị đề nghị thứ ba với thứ bảy, tại sao có mục đích phù vân đề nghị thứ ba thứ bảy? Quý vị có cho chúng tôi biết thứ ba thứ bảy là lý do tại sao? Chúng tôi đề nghị thứ hai thứ năm là bởi vì nó cũng cách khoảng, và hiện nay thì chúng tôi giảng ngày thứ hai thì gọi tự siêu giảng ngày thứ năm, thì như vậy chỉ cần thì tự siêu bớt một ngày giảng thứ năm Trung Bộ Kinh và chúng tôi bớt một ngày giảng Trung Bộ Kinh nữa thì như vậy là được. Nhưng mà có vị nào đề nghị thứ ba thứ bảy, quý vị có ý kiến gì không? Mà thưa đạo sư, thưa tọa có đồng ý là chúng ta sẽ giảng thứ hai với thứ năm là giảng Bi Diệu Pháp không? Sau khi chúng ta học hết 152 bài Trung Bộ Kinh, biết thưa đạo sư còn ở trước máy không vậy? Đại đức Từ Trí Quang Hỷ liên lạc với trường tòa Từ Siêu sau giờ học đó, để hỏi coi trường tòa có đồng ý là chúng ta giảng ngày thứ hai thứ năm hay không. Và thật ra thưa quý vị, còn có một tuần nữa thì chúng ta đã hết giáo trình Trung Bộ Kinh và thứ bảy thông cả rồi. Dạ, tại ngày thứ bảy là ngày giảng của Thượng tọa Pháp Tân, mà Thượng tọa Pháp Tân không có mặt ở đây. Đôi khi thưa quý vị, mình lựa chọn cái ngày giảng đó thì nó cũng lệ thuộc của chương trình sinh hoạt của các vị giảng sư đó. Để hỏi là đại sư xem. Chư Tăng sẽ thảo luận và sẽ cho quý vị biết. Nhưng mà hiện nay thì cái tiện nhất đó, chúng tôi nghĩ là ngày của chúng tôi và ngày Thượng tọa được siêu giảng đó, đổi qua lớp chương trình giả thì đâu. Dạ. Giảng hai ngày chứ không phải là một ngày. Thì Bi Diệu Pháp chúng ta sẽ giảng ngày thứ hai thứ năm. Dạ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trường dương tăng đã vào trung được thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thành Hai, con Nhật Quỳnh xin điền khuyết. Tùy chúng ngày hôm nay, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Giải thoát đệ tử và chúng sanh.